Rồi mình trước khi mình quay cái đợt cá thì mình sẽ quay sơ lược cho anh em coi cái dàn kiến của mình ha. Dàn kiến này làm được 2 ngăn đó. Đó, mà mỗi ngăn là mình để 1 con đó, 2 con tách rời với nhau chứ không có nhốt chung, nên đảm bảo an toàn con cá không bị tác động vật lý với nhau. Rồi hôm nay mình sẽ lên một số siêu phẩm cho anh em luôn nha. Nói chung là đợt hôm nay là cực kỳ đẹp cho anh em. Này là Nemo Cooper nha anh em, duy nhất 1 con thôi, không có con thứ hai nha anh em. Này là coi Nemo Cooper ha, Cooper xám xi măng ha, dãy ánh đồng nữa anh em, xám xi măng mà ánh đồng ha, rất là đẹp, trước chấm sau mái nha anh em. Đó, 60.000 đồng, giá 60.000 một con nha, một cặp thì 120, rất là đẹp nha anh em. Rồi qua đây là con mã 62 là Nemo nha anh em. Anh em nhìn con này chất lượng không, này là Nemo Galaxy có màu cam ha, rất là đẹp, trước chống sao mái, ông mái phía sau là Nemo luôn nè ha, rất là đẹp, đầu đen nè, con này chất lượng nè, nhìn tướng rất là lực luôn, anh em nhìn không, rất là lực luôn. Đó, nhìn đẹp không anh em, để ý cá này nó để thả bọt quá trời bọt luôn, là cá rất là sung nha anh em, về là anh em ép liền được nha. Trước chống sao mái nè, mấy con mái này thì là căn trứng về cho anh em là bao ép bao nở luôn nha anh em. Rồi qua mã 63 là Nemo Galaxy nha, Nemo Galaxy nè anh em, rất là đẹp, trước chống sao mái, mái phía sau là căng trứng bự luôn nha anh em, về là bao đẻ luôn. Con này thì màu đỏ ra màu đỏ nè, màu vàng ra màu vàng á. Anh em lựa mấy con cá mà nếu anh em về làm giống, anh em lựa nó phân màu rõ rệt á, về ra để con nó mới đẹp nha. Còn ví dụ con cá nè mới bị lem quá trời bị lem á anh em, giữa màu đỏ nó không ra màu đỏ, nó màu cam 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 đỏ vậy, nó cá nó bề con nó hơi bị xấu. Ví dụ như con phía sau là bong bong vậy đó, anh em thấy bong bong vậy đó là nó ra đời con rất là đẹp. Phía trước là con câu Zalo nha anh em, câu Zalo nè ha, câu Zalo Galaxy ha. Con này thì phui màu, nói chung thì màu Zalo mà nó phui màu vậy thì là anh em ép cũng được đó, anh em. Này thì hay con trống nha, có một số mã có trống có mái á, mình sẽ nói rõ cho anh em. Này, nhìn hai con này cực kỳ sung, thì anh em vô anh em chốt đi. Đó, ví dụ anh em chọn mã số, ví dụ con 64 phía trước thì anh em chọn phía trước thì rồi là 60.000, còn anh em chọn hai con thì 120 vậy đó. Anh em cứ chọn phía trước hoặc phía sau thì đơn trên 100.000 mình sẽ tặng cho anh em một bé Galaxy nha. Đó, mình sẽ tặng cho anh em một bé Galaxy ngẫu nhiên cho anh em ha. Qua đây thì màu Nemo nè, màu đỏ ra màu đỏ màu vàng nè. Con này thì ít dãy Galaxy anh em, nhưng mà hả bọt rất là sung. Nó kiểu mà Nemo Lexis đó anh em. Lexis là dạng cổ điển, cổ điển là thường mấy con nó sẽ có màu đỏ cam vàng thôi, nó không có dãy trắng hay dãy xanh gì hết trơn á, là người ta gọi là Nemo Lexis. Này trước chống xa máy ha. Đó, nhìn cá hồng bộ phơm rất là đẹp, màu rất là bán, rất là sung luôn nha anh em. Kè kè đùng đùng con máy phía sau rồi miếu tia color ha. Đó, kè cá kè, quá trời đẹp, con máy phía sau này anh em nhìn cũng ok phết ha. Rồi qua đây thì mình tiếp tục mình lên coi ghép cho anh em. Trời ở đâu anh em lên mạng anh em coi mấy con coi ghép mà phun màu như thế này thì nó con này nó nhiễm đen ít nè anh em. Tay bơi anh em lựa mấy con coi ghép mà tay bơi nó mà bự 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 anh em, là anh em làm giống thì rất là ok nha. Nói chung là cái gen nó tốt, anh em phải lựa, nếu anh em làm giống thì anh em phải lựa đầu tiên là cái màu sắc, thứ hai là tay cái tay bơi của nó, tay bơi nó càng đậm ra đời con rất là đẹp ha, gen nó rất là tốt. À, ví dụ con coi ghép phía trước nè, anh em làm giống được nè, phía sau cũng là coi ghép luôn nha. Rồi qua đây thì size thì là cũng Galaxy luôn, size to nha anh em. Con này 5 xăng Galaxy mà dạng Cooper luôn anh em, Cooper xám luôn nè ha, trước chống sao mái luôn. Đó, mấy chung con này thì một số anh em mới nhìn vô tưởng nó danh không, thật ra là cá nó có cái máu, máu cá bự á anh em, không phải danh nha anh em. Đó, cá nó phui màu cho anh em đàng hoàng. Qua đây thì con này độc lạ Bình Dương nè, duy nhất 1 con, mã 69 thôi nha anh em, kiếm con thứ hai không ra nha. Đó, nó phun trắng nhưng mà có già đớm vậy thôi anh em, nó là cái màu nó vậy luôn rồi, nó không có lột nữa nha anh em. Ở phía sau thì con Nemo Galaxy con trống luôn nha. Quay lại con 68 mới nãy thì là nói chung là size rất là to, trước trống xa máy nha. Qua đây thì 2 con trống nó anh em coi cá từ từ mình quay cũng rất là kỹ đó, nhìn con trống phía sau cũng rất là đậm và đẹp luôn anh em. Nói chung mà anh em nên chốt ha, chốt và hốt đó, rất là đẹp.
nhìn mấy con cá này chắc anh em lết đi không nổi. Mình nhìn con ghiền bổ phơm nó rất là bán 60.000 nha. Anh em mua một con đáng đồng tiền bát gạo. Ví dụ con này mình thích màu vàng nè, chắc cứ lên con này anh em xúc một cặp luôn. Phía sau thì Nemo, phía trước cũng là Nemo luôn, nhưng mà nó lên màu vàng. Thường một số anh em là biết chứ cá là anh em lựa mấy con màu vàng anh em bắt không à. Tại vì cái gen màu vàng nó tốt. Đó, màu vàng anh em thấy không, màu xanh. Con này nó cũng có thể gọi là multi color nữa. Phía sau nó chỉ đạt chỉ tiêu và trên 7 màu anh em có thể gọi là multi color. Qua đây thì Nemo nè. Đó, con này thì nó hơi bị lem, lem màu, nó màu đỏ nó không ra, nó bị lem lem á. Con này trước chấm xe máy nha anh em, nhưng mà để mình nói cho anh em hiểu, con này nó bị lem, anh em thấy màu đỏ không? Rồi đỏ với màu cam nó kiểu nó lem với nhau, nó không có kiểu phân dùng gõ gệt. Mấy con phân dùng gõ gệt mới đỉnh cao. Anh em lựa con nào á thì tới đâu á mình nói. Con này nè nó cũng phân dùng nữa nè, anh em thấy màu cam ra màu cam không? Màu đỏ cũng ra màu đỏ. Con này thì cũng hơi bị lem nhẹ. Nhưng mà mình nói ưa mắt thì anh em cứ chốt ha. Đâu đó mình nói rõ, con cá này là size bự, trước chống sau máy về là bao đẻ bao ép nha, con máy phía sau là size chà bá lửa luôn. Đó, nói chung là cá 60.000 là bao đẻ cho anh em luôn ha, size to đàng hoàng cho anh em ha, chứ không cái nhỏ nha. Còn cái đợt nào á mình bán size nhỏ mình nói anh em gõ trên clip luôn thì anh em được thì anh em mua, còn cá này là cá xịn, cá quýt cho nên mình bán anh em giá hơi cao. Đó, về là anh em chơi một con là đáng đồng tiền bát gạo ha. Qua đây hiện một con size phơm rất là gấu, anh em nhìn bộ phơm không, đuôi móc luôn, lưng rất là cao không, khăn vàng rồi cái kỳ bọng anh em nhìn nó rất là lực luôn, nhìn rất là lực, tướng rất là đô luôn á. Anh em nhìn con cá này vô không, rất là khiếp luôn. Nó cái đuôi bán đuôi như cái quạt, trước chống con máy, máy phía sau máy xịn luôn á nha anh em, hốt con máy phía sau nha. Đó, máy phía sau là ok á, ok men á, rất là đẹp. Anh em mấy con này là đỉnh cao không nha anh em, 60.000 quẹo lựa. Anh em không có nhất thiết là anh em phải mua một con, hai ba con nha. Anh em một con mình dán ship luôn, anh em đặt trên Shopee á thì nó sẽ trợ giá miễn ship luôn. Nhiều khi một số con cá này 60.000 mà anh em áp cái mã Shopee vô còn có 2-3.000 luôn, anh em tin không? Cái ông nào không lấy cái voucher của Shopee hả, đặt trời quá trời không biết làm sao mà mấy ông áp mình không biết cách nào luôn, mấy ông hay lắm. Nói chung là mấy anh em nè, con này coi ghét đẹp nè anh em. Nói chung là con coi ghét này anh em có thể tham khảo giá thị trường cỡ 150 một con. Anh em có thể tham khảo đi rồi anh em hãy quay lại cái clip của mình anh em mua nha. 150 nha. Con trống này anh em có thể mua trên mạng là 150 anh em. Nghĩ con coi ghét mà dạng nó dạng chấm bi chứ không có dễ mãn thì nó rất là mắc tiền. Nó mà nó lên full màu như thế này mà bán 60.000 thì thứ gì thôi rồi quá trời rẻ. Rồi này là trước chống sao máy nha. Trước thì là con coi ghép, phía sau là con Nemo nè. Nemo nó sẽ có màu vàng nha anh em. Coi ghép nó sẽ không có màu vàng hoặc màu cam, không có luôn. Nó chỉ có màu đỏ thôi, màu đỏ hoặc là màu trắng hoặc là đen thôi. Đó, con này có mặt nạ anh em nhìn không? Bạn đuôi rất là hút hồn luôn. Ở hai mặt nạ trắng, lưng đỏ ha, ở lưng trắng, trắng rồi đỏ nữa. Ở này trước chống xe máy nha, cá rất là sung và xịn cho anh em. Qua đây thì tiếp tục một con siêu phẩm cho anh em, con multi color. Con này bộ phơm nó rất là đẹp nhưng mà nó bị mẻ cái đuôi. Cái đuôi này á là do nãy mình bắt bị gắt thôi, nhưng mà không sao, nó sẽ lành. Cá này là cá tơ, về anh em dưỡng là nó sẽ lành chứ không phải là cá già, cho nên anh em yên tâm là nó sẽ đừng có sợ là không lành nha, lành hết nha. Ví dụ anh em làm giống thôi, lấy được cái máu con này là anh em lời con cá rồi, bắt thêm con máy mới sao nữa là anh em ép ra một bầy anh em đã lời rồi ha. Đó, rồi trong thời gian đó thì anh em dưỡng cá nó sẽ lành hết trơn. Rồi qua hai con này đứng cao nữa, anh em thấy bộ phơm hết sảy luôn. Nói chung thì con trống phía trước anh em nhìn không, bộ phơm không, ăn tiền bộ phơm với cái màu sắc anh em thấy màu đỏ ra màu đỏ không, màu vàng ra màu vàng, con cá như vậy nó mới đẹp. À, phía sau là con trống luôn nha anh em, phía sau hai con này hơi bị đỉnh cao cho nên mình quay kỹ cho anh em. Anh em chốt hai con này là hai con trống nha anh em. Đó, nhìn con trống phía sau cũng đỉnh cao không, chứ không cá không phải là cá thường thường sòn sòn cho anh em đâu ha, không bậy bạ gì đâu ha. Cá rất là đẹp ha, bộ phơm rất là nét. Đó, size gấu nha, size này là 4 xăng hoặc 4 xăng rưỡi chà bá lửa luôn. Có con mới nãy mình giới thiệu anh em là 5 xăng luôn, nói chào bá luôn. Một số anh em nhìn vô là tưởng như con gian vậy đó, ra là beta bình thường thôi chứ không phải gian nha anh em. Gian thì mình nói rõ cho anh em gian chứ không phải là cá bự là mình nói gian đâu. Rồi qua đây thì coi ghép nè, phía sau thì con Nemo Galaxy, phía sau bộ phơm nét quá anh em ơi.
Con Z phía trước thì cái màu nó cũng tương đối thôi, nó không quá đẹp bằng con phía sau. Phía sau thì là con trống luôn nha anh em, con trống phía sau là hơi bị đỉnh cao luôn, đỉnh cao luôn đó nha anh em. Thì anh em có nhu cầu thì anh em cứ chốt con phía sau mình thấy ok đó anh em. Rồi qua mã cuối cùng thì không làm anh em thất vọng là cái con Nemo mà dạng có máu heo bôi á anh em. Heo bôi là sao, nó sẽ có màu nâu đen đỏ anh em. Nó kiểu màu xăm xăm. Con này là hội tụ những yếu tố là Nemo luôn, Nemo mà có máu Nemo có heo bôi luôn nha anh em. Ở con này chấm bi ha, chấm bi phía sau là con máy cũng không làm anh em hát giọng đâu nha, ông máy chất lượng. Đó, ôm chữ một cặp này về anh em làm giống ha, màu rất là nét ha. Đó, kiểu con này mình thấy cũng ít người bán lắm, thường ta bán màu tươi, nó bán màu vàng màu cam rất là tươi luôn. Này trước chống xe máy nè anh em nhìn ha,